mình chắc là lúc đang đấy cũng ngủ say nhưng mà nghe tiếng nổ to. Có ngủ được đâu. À thế. Tôi gần đến sáng là tôi tỉnh. Lúc đấy mình nghe một tiếng nổ xong rồi mình ra nó kinh. Quỳnh một cái tại vì kính nó rơi ở chân giường cô mà. À rơi chân giường. Kính nó rơi đấy là đầu giường của cô. Nhưng mà làm sao cô lại đổ đầu, cô lại đổ đầu cô nằm. Xong rồi cô xuống rồi, xong rồi cô xuống rồi thấy. Cô mở ban công cô ra cô có thì xe nó nghi ngút lên chứ cô có xuống đây nữa. Xuống có mở được cửa đâu mà. Xe nghi ngút khói khói. Ừ. Khói xe nó ngùng ngụt lên. Lúc đấy thì khói. Khói thì ở xe đúng không? Mà xe thì chắc là may từ phần đầu với phần cuối nó bị tất cả bị tan nát. Không may là có xe nó tản đi một tí. Mà cái xe chủ xe vừa mua 100 lít xăng. Tức là xe này không phải xe của chủ nhà. Xe chủ nhà. Đây này có cháu xem cái đẹp kính nhá. Người ta đóng đẹp chắc như thế mà. Vâng. Bật cả đẹp ra rồi hết. Cái đây bao nhiêu đẹp. Vâng. Đẹp kính bật ra hết, mở cửa cuốn mà không có nhiều người ở đứng nói chung ở ngoài. Là những người ở những cái nhà xung quanh mà có kính là vợ hết.